À thôi ăn uống đơn giản được rồi, sao bày biện cái gỏi nè. Trời ơi, món lẩu nữa tôi thích nữa nè. Chà, sao kỳ ta, nay có chuyện gì mà ở trang quá. Cái gì vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao? Xin lỗi nha, nhà hôm nay không có mời mấy thầy cúng đồ về để mà cúng mà gọi hồn gọi này nữa. Cúng gì vậy? Rồi quỷ. Bà hả? Tươi. Trời ơi. Bữa nay không những cái món ông ăn thích mà có rượu cũng thích rồi đó. Sao tự nhiên? Ủa đi đám cưới hả? Bài nhà lão. Nhà lão. Sao tự nhiên maquillage cái mặt lên đẹp. Rồi sức cái nước bông gì nghe sao nổi da gà luôn. Trời ơi nhìn... Thế đâu? Thích không? Thôi nha. Bà nhìn bà lại đi. Không thích thì thôi, thì tôi phám nát cái mặt này ra. Thì vô rồi mặc quần áo rách rưới rồi tóc tai bù xù rồi lem lúa mà mặt quê rồi nói. Đừng. Nha. Cứ giữ nguyên hiện trạng gì. Chứ đừng có giải phóng mặt bằng. Giải tỏa rồi nó còn bày nhầy. Nó còn lem lút thấy gốm hơn nữa. Thôi để vậy đi. Nhìn thấy còn ớn. Nhìn vậy nè còn ra được cái con cá bảy màu. Đàn ông kỳ lắm, xấu cũng nói, đẹp cũng nói. Nói nghe nè, ăn đi. Ăn gì? Ăn lẩu. Bữa nay ăn lẩu. Trúng người mẫu. Có điều kiện nào nữa phải không? Ủa, tôi sao không biết ta? Bậy nè, đâu có điều kiện gì đâu. Tía của con Thắm đượm, uống rượu nha. Uống rượu. Bà đợi. Cái gì vậy? Ông làm sao vậy? Thôi dẹp đi nha. Nè, hai cái hũ mắm đang rút đó kìa, nó bài cho bà đúng không? Bài mưu tính kế gì, cái gì đây hả? Nè, có đâu đâu cái hũ mắm nào đó nè. Bà lừa, bà giấu tôi hả? Thôi hai đứa nè, giống nè. Chà, hôm nay bà đặt mỹ nhân ẩm thực kế nè, dụ dỗ tôi có chuyện gì đó phải không? Nè, có chuyện gì nói đi. Mình chuẩn bị kỹ sâu xong rồi sao không biết? Nhìn là biết rồi. Hai đứa nhỏ nè, nó bài bà phải không? Bớt bà cái mà mấy cái mưu sâu mà kế con kiến nha. Nha, tôi rành quá nghe chưa? Dẹp đi nghe chưa? Thu keo này, ta bày keo khác. Là no không bạn. Phải vui lên, không được buồn đâu đó nha. Buồn vui hai nỗi chia hai, nửa vui trong cái bụng, nửa buồn trên lông mi giả.
Dạ, em nghe nè. Mèn Đất ơi, mày thấy ghê luôn ha. Người ta sáng tạo quá rồi còn gì nữa. Ờ, tôi nghe giọng ai đó thấy vui vẻ như vậy tôi đỡ lo rồi. Đỡ mất công tôi phải nặng đầu suy nghĩ ra cách làm cho người ta vui. Vậy chứ nếu mà em buồn á thì người ta định làm sao? À, thì nếu như mà ai kia buồn á thì vậy ợt hà. Thì tôi sẽ hát nè. Còn khó hơn nữa thì tôi sẽ nhảy múa luôn. Vậy được liền cái gì, đảm bảo người ta nghe tôi hát là người ta vui luôn. Thiệt á hả? Mà em thấy hình như hai cách, cách nào cũng khó hết trơn á. Nè, tôi hát hay lắm luôn á nghe. Không tin hả? Không tin nghe tôi hát cái bảo đảm vui lên liền luôn á. Không tin, hát gì mà ghê quá vậy? Sẵn sàng chưa? Anh yêu một người, người luôn mong anh nhớ anh ngày đêm. Anh yêu một người, người luôn có bên lúc anh buồn vui. Anh yêu một người, người luôn yêu anh và mãi mãi, mãi mãi chỉ yêu anh trọn đời. Em hay được không, người anh yêu thương đó luôn là em. Chẳng có giận hờn vì anh yêu em và mãi mãi, mãi mãi chỉ có em tận trong tim. Và anh vẫn sẽ yêu mình em, năm dài tháng qua chỉ em mà thôi. Nụ hôn trên đôi môi, lời yêu không phai phôi, tình yêu có bao giờ đổi thay. Giờ này mà đứa nào còn ngồi ở ngoài đó vậy bây? Tiếp ra, thôi em vô nha.